Dạ, em xin phóng sanh ký cá thứ hai. Ê, cái này anh nhìn sao nó chưa đụng ký em ơi. Ít. Hả? Nó nặng hả? Rồi. Em xin phóng sanh ký cá thứ hai cho chị như ý Cát Tường ạ. À. Hôm nay để coi mình phóng sanh được 10 ký không ạ. À? À, chị nhìn thấy không ạ? Đây đựng ký không? Dạ rồi. Có gì trừ heo đi. Anh nghĩ chắc 2 ký yếu. Bên đây anh thấy cá nhỏ quá ha.